Ngạc nhiên với thông báo của Huấn Hoa Hồng về Quang Linh Vlog và những hành động từ thiện, sự thú vị mà không ai muốn bỏ qua. Mới đây Quang Linh đã quay trở lại Việt Nam thực hiện các dự án thiện nguyện. Quang Linh người gốc Nghệ An đã sang Angola làm việc từ năm 2016 và đã có nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người dân địa phương xây dựng cuộc sống mới như trồng trọt chăn nuôi và từ thiện. Khi Quang Linh trở về Việt Nam, anh đã nhận được sự yêu thương và ngưỡng mộ từ khán giả. Huấn Hoa Hồng, một người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng tỏ ra ngưỡng mộ với quang linh và chia sẻ rằng quang linh ở ngoài thân thiện tài năng và chúng ta nên tôn trọng tôi đã gặp anh và quay video nhưng chưa dám đăng vì chưa xin ý kiến của anh và không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong thời gian quang linh ở việt nam đại diện của team châu phi của anh đã tiếp đón đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại angola và đoàn doanh nghiệp việt nam đến thăm các vị quan chức đã hỏi về hoạt động của team châu phi đặc biệt là quang linh farm và đưa ra những lời khuyên để tăng tính nhận diện thương hiệu Khung cảnh rộng lớn của Quang Linh Farm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, những cố gắng của team để canh tác chăn nuôi và hỗ trợ bà con ở Angola. Team Quang Linh không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, hướng dẫn các kỹ thuật trồng trọt, mà còn chia đều lợi nhuận thu được sau mỗi vụ mùa, team Quang Linh sẽ chia sẻ những nông sản như ngô, khoai tây với bà con. điều này giúp người dân được hỗ trợ trực tiếp và tạo sự gắn kết trong cộng đồng. ngoài ra, team Quang Linh còn thường xuyên làm từ thiện bằng cách phát gạo và xây dựng các công trình như nhà trẻ, trường học, nhà tình thương, khoan giếng cung cấp nguồn nước sạch. các hoạt động này đã nhận được sự đánh giá cao từ các quan chức lãnh đạo, đại sứ Việt Nam tại Angola ông Dương Chính chức đã gửi lời khen ngợi đến Thim Quang Linh và nói rằng việc tạo dựng cơ ngơi như thế này tại nơi sâu thẳm của Angola là thành tựu rất đáng trân trọng. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Ông cũng cho biết rằng Thim Quang Linh đã làm những việc cụ thể đi sâu vào thực tế cuộc sống người dân, gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Quang Linh Vlog, tên đầy đủ là Phạm Quang Linh, Sinh năm 97 tại Nghệ An, đã quyết định đi xuất khẩu lao động ở Angola. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2016, anh là chủ sở hữu của kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc sống ở Châu Phi với hơn 3,7 triệu lượt đăng ký và kênh Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi với hơn 1,19 triệu người theo dõi. Vừa qua Quang Linh đã về Việt Nam thực hiện các dự án thiện nguyện. Quang Linh sang Angola làm việc từ năm 2016 và có những bước đi nhằm hỗ trợ người dân còn gặp nhiều khó khăn ở đây xây dựng cuộc sống mới. Trở về nước, đi đến đâu Quang Linh cũng nhận được sự yêu thương của khán giả, trong đó Huấn Hoa Hồng cũng lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Quang Linh. Quang Linh ở ngoài thân thiện nói chuyện ok, em ấy có tài thì mình phải tôn trọng, hôm nay mình có gặp em Quang Linh ở ngoài, có quay video nhưng không dám đăng. Một là chưa hỏi ý kiến của em, thấy em ấy đang thay đổi sự nghiệp, hình ảnh đang phát triển tốt mà mình chưa hỏi nên chưa dám đăng, mình đăng sợ ảnh hưởng hình ảnh của ông, với lại mỗi người một hướng, để bám phim thì mình chả bám phim ai cả. Một người con của Nghệ An, Em ấy đi xuất khẩu lao động cũng có cái duyên Em ấy quay video cũng giống như mình Em quay những khoảnh khắc lao động bên đấy Thì đăng lên mọi người yêu quý, mọi người ủng hộ Đó là cái duyên Sau này em nó phát triển, kiếm được tiền từ nền tảng Có nguồn thu rồi, biết lấy tiền đó chia sẻ lại cho bà con bên đấy Bên châu Phi, người ta còn cầm cả cờ Việt Nam đấy Em Quang Linh giúp cho đại sứ quán bên đó nở mày nở mặt Bà con ở quê cũng nở mày nở mặt Em ấy cũng đi làm từ thiện rất nhiều Ở đâu khổ thì mình giúp có bạn hỏi tôi sao không từ thiện việt nam mà từ thiện ở châu phi đã là con người có duyên ở đâu thì làm ở đấy những lần tới em ấy có điều kiện thì về việt nam làm những cái to lớn hơn được biết trong khoảng thời gian quang linh về việt nam team châu phi của anh ở angola có dịp tiếp đón đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại angola và đoàn doanh nghiệp việt nam đến thăm vì không có quang linh nên đại diện team là tiến tu ti đứng ra tiếp đón các quan khách các vị quan chức hỏi thăm tình hình hoạt động của team châu phi đặc biệt là quang linh farm đưa ra những lời khuyên để tăng tính nhận diện thương hiệu khung cảnh rộng lớn của quang linh farm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cho những cố gắng nỗ lực của team để canh tác chăn nuôi hỗ trợ bà con ở angola được biết để có được 30 hecta đất sạch làm trang trại phải mất một năm khai hoang, anh em người Việt và công nhân nỗ lực cày sới cải tạo để có đất phù hợp cho nuôi trồng các loại cây, chăn nuôi động vật. Hiện tại các mảnh đất được dự tính trồng ngô. Đại sứ của Việt Nam tại Angola Dương chính chức gửi gắm đến team Quang Linh và tận sâu trong này mà tạo dựng cơ ngơi ra được như thế. Quả thực các em đã cố gắng, quyết tâm rất nhiều, rất đáng trân trọng. Đây không phải điều ai cũng làm được không chỉ tạo công an việc làm cho người bản địa hướng dẫn các kỹ thuật trồng trả lương mà thim quang linh còn có chính sách chia đều những lợi nhuận thu được như có những thành quả cuối vụ sản lượng ngô khoai tây thim quang linh sẽ chia sẻ những nông sản này về tay bà con cách làm này giúp cho người dân được hỗ trợ thực tế trực tiếp tạo sự gắn kết bên cạnh đó thim quang linh còn thường xuyên đi làm từ thiện phát gạo xây dựng các công trình nhà trẻ trường học nhà tình thương khoan giếng đưa nguồn nước sạch những việc làm này đều nhận được sự đánh giá cao từ các quan chức lãnh đạo ai cũng có tấm lòng tốt thiện nguyện thực chất thế thì rất đáng trân quý. Ở đây nếu không quyết tâm thì khó mà làm được. Những việc thiết thực như vậy mới đi sâu vào thực tế cuộc sống người dân, gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước. Tôi nghĩ người Việt Nam nào đến đây cũng đều có cảm giác tự hào về các em. Đại sứ Việt Nam tại Angola dành lời khen ngợi cho thêm Quang Linh. Quang Linh sinh năm 97 tại Nghệ An, năm 2016 sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh quyết định đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola, một quốc gia châu Phi. Anh sở hữu kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlog cuộc sống ở Châu Phi, hiện có hơn 3,7 triệu lượt đăng ký. Anh cũng có một kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở Châu Phi với con số người theo dõi lên tới 1,19 triệu lượt. Quang Linh là một chàng trai quê Nghệ An, đã đi làm việc tại Angola từ năm 2016 và đã có những hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ người dân nơi đây xây dựng cuộc sống mới. Anh chàng đã về Việt Nam và được khán giả đón nhận một cách yêu thương. Huấn Hoa Hồng cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với Quang Linh. Quang Linh đã làm nhiều việc từ thiện giúp đỡ nhân dân ở nơi mình đi làm. Trong thời gian Quang Linh về Việt Nam, đoàn doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ đặc mệnh tại Angola đã đến thăm và được tiếp đón bởi team châu Phi của anh. Khung cảnh rộng lớn của Quang Linh Farm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Team Quang Linh không chỉ tạo công ăn việc làm cho người bản địa mà còn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chia đều lợi nhuận cho bà con. Họ cũng thường xuyên đi làm từ thiện như phát gạo, xây dựng nhà trẻ, trường học, nhà tình thương, khoan giếng đưa nguồn nước sạch. Các việc làm này đều nhận được sự đánh giá cao từ các quan chức lãnh đạo. Quang Linh Vlog là kênh YouTube của Quang Linh có hơn 3,7 triệu lượt đăng ký và anh còn có kênh khác mang tên Nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi với hơn 1,19 triệu lượt người theo dõi. Sắc vóc Quang Linh Vlog, người được mong là bạn trai Hoa hậu Thủy Tiên. Quang Linh Vlog bất ngờ được nhắc đến khắp các diễn đàn mạng xã hội khi anh cùng idol nhí lôi con bất ngờ đáp cánh tại Việt Nam. Nhân vật này từng được người hâm mộ ghép cặp đẩy thuyền với nàng hậu đình đám. Không ai khác, nhân vật được nhắc đến chính là Thùy Tiên, cựu hoa hậu hòa bình quốc tế. Vậy anh chàng Quang Linh Vlog này có gì đặc biệt mà mọi người mong ngóng trở thành bạn trai của Hoa hậu Thùy Tiên? Quang Linh sở hữu vóc dáng nhỏ con, không quá vạm vỡ. Anh gây chú ý với nước da ngâm khỏe khoắn, đôi mắt nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ. Quang Linh sinh năm 97, quê gốc tại Nghệ An và hiện đang sinh sống làm việc tại Angola, quốc gia tại miền trung thuộc châu Phi. Thời trang của Quang Linh khá đời thường, tập trung vào thiết kế mang tính thoải mái, gọn gàng, năng động. Nam YouTuber đa phần xuất hiện với giao diện gồm áo thun kết hợp quần jean. Đôi lúc Quang Linh cũng xuất hiện trong tạo hình thanh lịch với áo sơ mi trắng, hình ảnh này được khán giả hết lời khen ngợi. Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh lần đầu gặp nhau vào tháng 7 2022, khi ấy cựu hoa hậu Hòa bình Quốc tế sang Angola thực hiện dự án thiện nguyện. Hoa hậu Thùy Tiên được sự hướng dẫn và đồng hành của Quang Linh, những tương tác thoải mái của cả hai tạo phản ứng hóa học tốt và được công chúng tích cực đẩy thuyền. Quang Linh vlog liên tục xuất hiện cùng Lôi Con, idol nhí sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam, Từng động thái của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết Lôi Con là cậu bé từng hiện diện với tần suất lớn. Được biết Lôi Con là cậu bé từng hiện diện với tần suất lớn tại những thức ảnh lẫn video của Hoa hậu Thùy Tiên trong chuyến hành trình thiện nguyện tại Angola. Sức hút của Quang Linh Vlog không phải dạng vừa, hiện anh sở hữu trang cá nhân với gần 2 triệu người theo dõi, hơn 850.000 lượt thích, kênh YouTube với gần 3,9 triệu lượt đăng ký. Từng video được anh đăng tải đều thu về lượt xem khủng.